Thì hôm nay mưa gì mà trắng đêm luôn. Mưa hồi mình vừa rời bến ở chỗ đặt cán bộng nó xong đó. Rồi nó mưa luôn tới khoảng có 2 giờ sáng. Mưa mà cái gạo giờ nó đọng nước trong đó. Cũng còn đậu ở đây để chờ đợi em thứ sáu mình chút nữa chạy cái xuồng vô để mình chở mấy khúc cây mà hôm qua mình cắt đó. Chở về ngoài. Pha mình chở vẫn được nè, nhưng mà nó ngặt một cái chút nữa mình còn lên xe mình đặt cán bọng nữa, bỏ cây xuống rồi mình lên cẩu lên rồi nó hơi hơi cực. Mưa mà cái miếng ruộng ngập trắng giả hết trơn. Mình thấy miếng ruộng này cũng bằng chứ đâu có trũng nhiều đâu, ở ngoài này hơi gọn chút nè, mà mưa thì mình thấy nó ngập nước nó láng đều đều đó. Khóa mà mấy cày xới cái này thấy im á. Đó là nữa cái chỗ nào mà gò trống cái xe mà chở đất á, vô cái người ta chở luôn cho nó nhanh gọn lẹ. Bữa nữa tính khô khô nè, rồi máy xới vô làm thêm cái nữa. Nhưng mà mưa ngập cái này rồi chắc phải đình lại rồi, xả nước ra khô máy xới mới dám chạy. Đang đậu ở đây là kêu là kinh T4. Chút nữa mình sẽ chạy về kinh kinh 8. Nó chuyền là mấy khúc đó đó. Sáng ngày trời mưa tới nữa rồi. Cái tay ga này nè là bên trên này nè, nó có cái ống xuống. Nếu nước mưa nó vô trong cái kẻ này thì mình bị sét cái lò xo trong đây nè. Còn trong đây là có cục bố. Nước mưa xuống thì nó sẽ vô bố, nó không có bền nữa. Hôm bữa thì mấy nàng trộm mình xé cái này, phải anh bẻ ngang cái là chết luôn. Cái cộng dây ga đó là mình mua cái cộng dây ga nghĩa địa. Còn dây ga ngoài chợ thì người ta bán mình xài không được, tại vì dây ga nghĩa địa này là nó có hai cái đầu nó thông thì mình mới bắt cái bát này được. Còn anh chế nguyên cái bát riêng lên trên nữa. Thấy sử dụng cái tay ga này nó im nè, tại vì mình chạy cái ga mình á, nó vừa cái tầm mình chạy. Còn mình mua tay ga ngoài chợ, tay ga ngoài chợ thì mình sử dụng này cũng mấy năm rồi đó. Lúc thì nó nhỏ, còn lúc thì mình lên lớn quá thì nó hút tầm, nó hao dầu. Còn cái này mình vừa chỉnh là vừa cái tầm mình chạy là mướt cái tay luôn á. Cha mẹ mình thì vô tới rồi, cha mẹ mình thì cũng xuất thân từ nông dân nào giờ thì, nên thì sống thì ruộng, mà giờ lớn tuổi rồi ở nhà cũng không yên, đi làm gì cho sức khỏe mình nó có. Giờ mình đi thẳng mình phụ chuyền đống củi đó xuống. Ở nông thôn thì mình có củi này nè, mình tận dụng được, mình khỏi có sử dụng ga. Riết cũng quen. Đợt đi Hậu Giang đó cầm cây buộc dây riết cũng quen luôn. Buộc dây lia lịa luôn mà.
xong rồi, giờ mình chuyển ra ngoài kia. Hầu như là mình thấy ở đây bà con người ta 100% thì mình thấy người ta phá làm ruộng hết rồi. Tràm bây giờ rẻ quá rẻ rồi. Vọng đây phá ruộng nhiều quá. Chắc có thể là mình ra miếng đất này đặt bọng xong rồi mình phải ra ngoài miếng đất kia nữa. Rồi mai chắc phải ở lại thêm một hôm nữa. Rồi như sáng thì mình là tính là chiều nay về tới nhà, nhưng mà chắc không kịp rồi, tại sáng giờ mất thời gian quá, chuyền nguyên một cái xuồng tràm đó xuống rồi nó hết mấy tiếng rồi, nó hơi trễ rồi. Ra cái dàm này thì mình nếu mình quẹo trái là mình về hướng Tây Ninh á, còn mình về phải là mình về hướng Thạnh Hóa. Mày mặn đây vậy? Mày mặn ở đâu vậy? Vậy hả? Vậy nào? Vậy hôm nay được 1.5 tháng rồi. Chào.
cháu ở gần nhà. Nay lâu lắm mới gặp ta, nay cũng gỡ 6 năm rồi đó. Mưa xuống nước ngập hết trơn luôn rồi. Mình thì chỗ này lên xe chỗ này đây. Chỗ này là cái chỗ máy cắt lên xuống. Chắc máy cắt thì nó lên xuống thì cái dốc dễ lên, có thang. Giờ chỗ này chắc phải bươi ra cho nó thấp xuống. Chứ về mình lên cái nó không có dốc, mình lúc mình tuột xuống nó cũng lên nó hơi trợt. Mình banh nó xuống cái mình thấy tấm dĩ chỗ này được rồi. Rồi mình đặt bọng ở đằng kia lên. Quá trời mưa mà. Lúa vàng hết trơn rồi. Hôm năm rồi mình vô làm còn đấm tràm bệnh đó, đấm tràm mới đốn giờ phá bình địa luôn rồi. Giờ xe mới thì xe của người cháu vô để đánh đường mương gì đó mà nước ngập quá là không được rồi, rút về rồi. Đó không chín hết trơn rồi đó. Năm rồi thì mình đặt bọng nặng nặng khúc bọng, rồi ở mấy cái bờ ngang đó thì bọng đều hết trơn. Có cái vạt ở đằng này nè, vạt gốc chỗ đó không có bọng nên chỗ đó nó bị phèn nhiều quá. Giờ đặt bọng cho nước nó rút ra. Con lộ này thấy cỏ lên cỡ này biết là bà con đây người ta không đi cái đường này rồi. 3-4 cây cầu ở phía sau mình nó sập hết trơn rồi. Ghe chở tràm rồi chở đất mang vô sập, nửa đêm rồi bỏ luôn, không biết ai luôn. Thì kinh nhà nước mà dân mình đâu có bỏ tiền rồi mình xây cầu lại nổi. Hồi năm rồi cái đường này đường mòn nè, có bánh xe xe ông ra người ta chạy tới lui thăm ruộng nè. Giờ toàn bộ đi vỏ không. Thank you.
4 tấc mà dài 4 thước thôi. Sáng ở trong có chuyện mới trầm nè, đem ra để xịa. Chỗ này nó cũng hẹp, mình đặt cán bọng cho ngay cái đường nước này nè. Này là cái trụ đá, trụ đá này ranh mình từ đó qua bên đây, anh chắc đặt cho nó chừa trụ đá ra khoảng 2-3 tấc gì đó, rồi mình vớt đặt qua. Chỗ này đặt cũng đất ít, nó bị khuyết sẵn rồi nè, ở ngoài đó nó có cái gân sẵn nữa, nhưng mà chỗ này nó không có. Nó khóa cái tràm luôn, cái tràm này của mình. Đây xạ lần đồng loạt á, thì lúa chín đều hết trơn. Nó chỗ đó nó bị phèn đó, nó thất nguyên một vạt luôn đó. Xanh xanh đó, lúa nó không trổ luôn. À, ra ngoài kinh tám này thì cũng gần nhà rồi. Mình chạy sáng giờ thì chỗ này là phân nửa đoạn đường đi á, còn trở ra nữa là về tới nhà là phân nửa. Chiều nay mình làm rồi rồi mình chuyển ra đất ngoài kia nữa, ngoài kia cũng còn đám nhỏ nhỏ nữa để tới đó vét đường nước nữa. Nước bên ngoài nó cao hơn cái bên trong khoảng cỡ 2 tấc rưỡi, bằng đắp ở ngoài lại kiên cố. Thì đặt bọng xong cái mình khơi nó ra. Bọng chở vỏ không khẩm vỏ luôn. Nè mua quần tươi ở đâu em? Cắm hai cây ngắn ngay đầu bọng đi em. Anh Năm bỏ đất lên lớp đi rồi hả, cầm cây. Sao? Thấp không? Sao thấp được? Đó là nước trong rồi đó. Còn bơm ra còn cạn nữa. Giờ em lội không mương coi. Cạn rồi, dữ lắm rồi, sâu rồi. Ừ. Vô đồng mướn luôn. Tại vậy sao hết? Mưa nằm trên đó, mưa ngoài này nằm tới rúng mà. Vậy được rồi. Đặt sâu ém bọng cực chứ làm cái gì? Cỡ đó là ém được rồi. Quá tay cơn mưa phía trước rồi. Chỉ có 4 mét thôi, chỉ có cách xịa cây như vậy nó mới đắp cao được thôi. Có cây cái này nó kiên cố liền. Bọng đó tới 1.800.000 cái. Giờ ở nào tiết kiệm được tiết kiệm, chứ giờ mình cũng bị lúc này cũng yếu quá trời. Chắc nói tới đó bạn bè xa xem cũng hiểu rồi. Thì mình cũng chia sẻ tới đó thì cô chú anh chị xem thì cũng hiểu rồi. Mấy tháng nay có làm ăn gì được đâu.
Rồi vậy được rồi đó, đợi em bọng xong cái mình khui cái này ra nó là được rồi. Đất phía sau này dư rồi, chắc ép ép vô cái lỗ luôn. Cái chỗ này là chỗ đầu không được rồi, ở phía trước có cái ngã tư cái người đó chỗ đầu mình xuống chỗ này nè, mình cẩu rồi tối á, do cái bãi nó hơi chuối vậy nè, mình gấp dĩ á, khi mình gấp cái tấm dĩ mình cứ bắn nó cứ về cái mũi phà không à, nên mấy cái bãi như vậy mình lấy vào tối, còn tối nó lợi hại lắm giống như tấm dĩ của mình cọp cái đuối luôn á. Kinh này cũng sâu á, lặn hơi đuối á.